Hello mọi người, hôm nay là chuyến đi chơi hơi xa của gia đình Thí nè. Và mỗi lần đi xa như thế này thì thứ không thể thiếu đó là cà phê Starbucks. Đây, chồng của mình thì uống cà phê, còn mình thì uống matcha green tea. Và đây, mỗi lần mà mình đi đường xa thì mình hay mua những cái hộp thức ăn buổi sáng như thế này. Nó rất là tiện nha mọi người. Sau vài tiếng đồng hồ thì vẫn chưa có tới nơi. Đây, cùng anh đi qua bao đại dương, cùng anh vượt qua ngang con đường. Sau vài giờ trôi qua thì thằng con trai đã thức. Chào mọi người đi con. Cười. Trong thời gian ngồi trên xe rảnh rỗi, mình sẽ quay con đường hai bên cho mấy bạn coi nè. Cũng hơi đẹp mà, đúng không mọi người? Tao nói mỗi lần ngồi trên xe như thế này không có cái gì chơi. Chỉ biết đè cái TikTok rồi mà chơi, mà không lẽ đè nó chơi hoài. Sau vài giờ trôi qua thì gia đình của mình đã đi đến được chỗ ăn. Đây, mình quay bên trong cho mọi người coi nha. Nãy giờ đi không phải có hai chồng mình đâu, là một đại gia đình. Một đại gia đình to và bự. Bà ngoại nè, cậu nè, dì Sáu nè. Đó. Còn bà mợ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái không gian vòng vòng cho mọi người coi nha. Đây là lần đầu tiên gia đình của mình đi du lịch chung đó mọi người. Bây giờ mình sẽ quay mọi người ăn cho mọi người. Thư cười cái Thư. Cười nè. Bữa nay là lễ mất cánh đi chơi. Dạ. Gia đình non ăn sương sương buổi sáng rồi đó. Tráng miệng. Đây, trong thời gian rảnh rỗi mình sẽ đi quay cái nhà hàng này cho mọi người coi nha. Cái không gian nhà hàng ở đây rất là đẹp luôn. Đây là nhà hàng 88 Mocker ở Key Largo thuộc Key West, Florida nha mọi người. Nhất định đi ngang đây là phải ghé chỗ này ăn, tại vì cái không gian rất là đẹp, rất là thoải mái luôn. Sau khi ăn xong thì gia đình của mình chở ngược lên xe để đi tiếp nè mọi người. Đây là cái con đường đi vô vườn trái cây của bà Chính ở Miami nha mọi người. Con đường đi vô là mình cảm thấy cảm giác như là mình được về quê hương Việt Nam của mình vậy đó. Đẹp quá chừng luôn, hai bên đường người ta trồng trái cây rất là nhiều luôn. Đây, mình sẽ quay từ từ cho mọi người coi con đường để mình đi vào trong cái vườn trái cây luôn nha. Sẵn dịp gia đình mình đi cho nên ghé sang đây để mua trái cây thôi, chứ không có vào để mà chơi. Trước cái giờ mình check in vô cái resort của mình thì mình ghé vào đây trước để cùng mua trái cây đem về khách sạn ăn. Đây, vườn trái cây bà Chính ở Homestead Miami nha mọi người. Đây, giữa trái cây của bà Chính ở Homestead Miami nè mọi người. Người Việt Nam mình đi mua trái cây quá trời luôn. Đây, dì Sáu mình đang lựa trái cây nè. Ổi, khế, thanh long, bí đao, cóc, bơ. Mùa này mình đi chỉ có nhãn thôi nha mọi người. Mà lúc trước thì cô Chính còn cho vô vườn, bây giờ thì không có cho nữa. Ở Homestead Miami thì chỉ có vườn trái cây của bà Chính là lớn nhất, cho nên mọi người đi Miami là phải ghé vào đây để mua trái cây nha. Sau khi mua trái cây xong rồi thì cả gia đình của mình cùng nhau về khách sạn thôi. Ta nói cái gia đình của tôi đi chơi nha, đi tới đâu là bão giông sấm sét mưa gió tới đó. Mà hễ lên xe là mưa, mà ngưng xe đặt chân xuống là hết mưa. Cho nên cảm thấy rất là may mắn. Mỗi lần gia đình đi chơi cùng nhau là rất là may mắn. Đây, ngắm dạo thêm một vòng nữa rồi cùng theo chân tụi mình đi về khách sạn nha mọi người. Vừa nè mọi người, ở dưới này người ta trồng xài quá trời luôn. Hồi lần trước mình đi thì bơ dọc đường á, dài dọc đường, mình có thể vào mình chụp hình rất là đẹp, khung cảnh thanh bình không mọi người. Về đây cứ tưởng tượng như mình đang về Việt Nam vậy đó, đỡ nhớ quê hương. Dừa ta nói nghe, quá trời dừa. Chồng của mình chạy xe chậm chậm để cho mình quay nè mọi người. Tao nói tôi đang quay trái cây mà ổng chạy xe, tao nói nhìn không có thấy trái nào hết trơn, tao tưởng tôi nói xạo. Trái nhiều thiệt nha mọi người. Đây là hàng cao nha mọi người. Trời ơi, ông chồng của tôi ổng chạy xe, ổng chạy nhanh quá, tôi quay mà tôi còn chóng mặt nữa. Làm YouTube kiểu này trời ơi, không đủ tiền mà mua thuốc chống ói nữa. Quá mệt mỏi. Và đây trên đường đi về khách sạn. Xe trên xe mình làm gì bây giờ? Mình rảnh quá thì mình hát nữa nè.
Nhớ xưa còn nhớ như lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu, và xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bấm mê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, và mà hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Mình gần tới khách sạn rồi mọi người ơi, bây giờ cùng theo chân mình đi vào trong. Đây, được cái gia đình của mình khá là đông con. Dạ, đem chừng tầm 8 cái là mình không có quay được cái khúc check-in luôn đó mọi người. Bây giờ mình quay hẳn cái phòng của gia đình mình book cho mọi người coi nha. Đây, đây là không gian chịch của cậu mợ mình. Đó, đẹp chưa? Phòng này là phòng lớn nhất nha mọi người. Mấy phòng của tụi mình thì kế bên. Đó, nhìn cái không gian một cái nhìn là muốn quánh gót liền. Mọi người thấy không? Không gian quánh gót. Đây là không gian của cái phòng khách chuẩn bị ăn nhậu tối nay nè mọi người. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Chuyến này tôi chụp hình banh cái phòng luôn rồi mọi người ơi. Đây là cái Marriott Resort nha mọi người, ở Miami nha mọi người. Đây, đây là cái bathroom. Đó, tắm đứng, tắm ngồi, cái xinh ngửa mặt gì rất là đẹp, đẹp xuất sắc nha mọi người. Đây, tôi chuẩn bị chung cái bộ đồ này của ổng bả đã qua để tôi tự sướng nè mọi người. Đó, phòng tắm đứng đẹp chưa? Đây là cái view từ cái phòng của mình nhìn ra nha mọi người. Không gian quá trời đẹp luôn. Đối với mình thì mình vào đây thì mình thấy bình thường, nhưng đối với những cái người mà người ta chơi, người ta quánh gót đó mọi người, người ta vô đây là người ta cảm thấy rất là tuyệt vời. Chào buổi sáng tinh sương mọi người ơi. Đây là 6 giờ sáng từ cái phòng mình nhìn ra. Đẹp xuất sắc. Phải nói là một nơi đáng để tận hưởng những cái ngày mà mình làm việc mệt mỏi. Đẹp quá mọi người ơi. Bây giờ thì em sẽ vào trong kêu chồng em ra chụp hình cho em thôi. Và đây, hai vợ chồng của mình dậy rất là sớm. Mỗi lần đi chơi thì dậy rất là sớm. Chỉ có đi làm là mới dậy trễ thôi nha mọi người. Hai vợ chồng của mình đã dựng đầu của mấy đứa nhỏ dậy và dẫn tụi nó đi bơi. Đây, nằm canh tụi nhỏ nó bơi, còn hai vợ chồng mình thì nằm chơi. Cuộc sống có bao lâu đâu. Tận hưởng đi mọi người. Tận hưởng những khoảnh khắc như thế này nè. Đây, chồng của mình đang cho tụi nhỏ bơi nè mọi người. Gia đình của mình đi đâu là không sợ lỗ nha mọi người. Ngoại mình, cậu mình, tất cả mọi người đều ngủ ngủ mà tới đủ tiền phòng luôn đó mọi người. Này, mọi người cứ việc ngủ, còn việc bơi và chơi cứ để tụi con lo. Đó là niềm hạnh phúc của người lớn đó mọi người. Con cháu nó vui là được. Miễn sao để mình ngủ yên là được. Đây, Mẫn Nghi nè, Mẫn Nghi bơi quá chừng luôn. Quay lên đó luôn à. Đây là cái water slide cho những người lớn hơn. Hello mọi người. Hello. Con đi bơi nè. Rồi, rồi chú David chậm con á, con gọi nó đi. Mẫn Nghi say something. Mẫn Nghi ơi, con thích không? Nó còn thích lắm. Đều quay nhìn anh Khánh này. Em thích lắm. Don't worry, Mẫn Nghi, I'll push you. Sau khi tắm xong thì cả gia đình của mình cùng đi ra khu Bayside để shopping và ăn uống. Đây, mợ đang đứng mua đồ nè. Mua quá trời áo luôn. Mình mua xong rồi cho nên mình sẽ đi quay vòng vòng cho mọi người coi nha. Đi xuống Miami là phải vô đây nha mọi người. Nó bán quá trời nhiều đồ lưu niệm luôn. Nón nè, áo nè. Áo này người ta sẽ in hình của mình lên đó luôn á. Áo với ly. Rồi bên này là cái những cái món trang sức bằng gỗ.
Còn bên này thì là ốp lưng điện thoại nè mọi người, đủ loại luôn nha. Đây ba chị em sớm xa sớm sát đi lại, thấy mấy con chim người ta đứng vuốt vuốt, người ta nói chụp hình một cái 20 đô, đi lẹ mấy đứa ơi, chụp với con chim cái 20 đô, phí quá. Đây hai đứa nhỏ lại order một cái con heo và một cái con gấu. Mẫn Nhi thích con heo, còn Ben thì thích con gấu nè. Mỗi con như thế này thì người ta sẽ làm trong vòng 5 phút là xong, cho nên mình đứng mình chờ. Ok. Wow, dễ thương ghê chưa. Mẫn Nhi thích quá chừng luôn. Thấy tuổi thơ ghê chưa. Nhưng mà tuổi thơ của nó dữ dội hơn mình. Tuổi thơ mình ngày xưa bông gòn xấy cục 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 cái là xong. Còn tuổi thơ của nó là bông gòn người ta sẽ làm hình hình con này con kia luôn nha. Dễ thương chưa. Mẫn Nhi có cái con heo rồi nè. Ben thì còn đòi con gấu, cho nên người ta đang làm cái con gấu cho Ben nè. Đứng sắp hàng như vậy để chờ người ta làm. Một con như vậy là 10 đô nha mọi người. Wow. Đây, sau 3 ngày ăn chơi mệt nhoài, ngắm khung cảnh ở nơi đây một chút xíu nữa là Hí đã đi về rồi. Đây, một chiếc võng, leo lên nằm đu đưa một chút xíu nữa đang chuẩn bị đi về với ngôi nhà thân yêu, chuẩn bị cho những cuộc đi chơi tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.